Hoa hậu thế giới có thêm chủ. Ông Dipendra Gurung, doanh nhân người Anh, là đồng sở hữu của Miss World bên cạnh bà Julia Molly. Theo Miss Sociology, doanh nhân Dipendra Gurung vừa được công bố đồng sở hữu của Miss World, Hoa hậu thế giới. Ông Dipendra Gurung bắt đầu đảm nhận vị trí mới kể từ Miss World 2022. Trên trang cá nhân, doanh nhân người Anh cũng xác nhận thông tin trên. Ông Dipendra Gurung bày tỏ niềm hạnh phúc khi đồng sở hữu Miss World. Hy vọng các cuộc thi sắc đẹp khác cũng có những hoạt động nhân ái, thiện nguyện như Beauty with a Purpose của Miss World do bà Julia Molly khởi xướng, phát triển. Tại Miss World lần thứ 71, chúng tôi sẽ có hành động để tri ân sự đóng góp của bà Julia Molly, doanh nhân người Anh chia sẻ. Ông Dipendra Gurung là doanh nhân người Anh gốc Nepal. Ông là chủ sở hữu của công ty Himalaya Z và chuỗi rạp chiếu phim nổi tiếng thế giới Prime Luxury. Miss World, Hoa hậu thế giới, lần đầu được tổ chức vào năm 1951. Với vai trò là một phần của Festival of Britain nhằm đẩy mạnh niềm tự hào quốc gia và tạo sự chú ý trên thế giới. Từ năm 1972, Eric Molly cùng vợ Julia Molly đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch Miss World. Sau khi Eric Molly qua đời vào năm 2000, những cột mốc của Miss World gắn với tên tuổi của vợ ông. Ngay khi đảm nhận công việc, Julia Molly đã tạo ra sự thay đổi đầu tiên khi khởi động chương trình Beauty with a Purpose sắc đẹp song hành với sứ mệnh. Mỗi thí sinh Miss World mang đến cuộc thi một dự án thiện nguyện ở quê nhà nhằm tăng sự nhận thức của cộng đồng và gây quỹ. Người đẹp Quỳnh Nguyễn Mai Phương là thí sinh đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường Miss World 2022. Cô cao 1,7m, có lợi thế về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ. Trong cuộc trò chuyện với Dinh, Mai Phương chia sẻ, tôi lì lắm và có sức bền. Tôi biết điều mình thiếu và luôn cố gắng bù đắp bằng thứ khác thật nhiều để đủ sức thuyết phục. Để đạt thứ hạng cao tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, Mai Phương cần chuẩn bị kỹ lưỡng về phong thái để có thể làm mình nổi bật giữa dàn người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, cô cần có một dự án nhân ái đủ sức lan tỏa. Lâu nay, tổ chức Miss World rất quan tâm những dự án mà các thí sinh thực hiện.